Thưa quý vị, ngay sau cuộc họp triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra thực tế tại trạm bơn chống ngọc Trương Chí Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Trạm bơm chống ngập Trương Chiết Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ có công suất hai máy bơm 90 kW, có chức năng tiêu thoát nước mưa, giảm thiểu ngập úng cho các khu vực dân cư lân cận Trương Chiết Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ và khu vực Tuyên Sơn 3, gồm tổ 12, 14, 15 phường Hòa Cường Nam, với tổng diện tích lưu vực 41 ha. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố phải ra soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của trạm bơm này, cũng như hệ thống thoát nước tổng của thành phố, bố trí lực lượng, trực đảm bảo vận hành trạm bơm đồng thời sẵn sàng các phương tiện thiết bị để kịp thời xử lý tại những vị trí sung yếu khác về thoát nước có nguy cơ xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị